Tử vi Nhâm Thìn, sinh năm 1952, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn là người cởi mở, hòa đồng trong cuộc sống, cho nên tuổi 1952 luôn được nhiều người xung quanh yêu quý. Họ dù có thành công, có địa vị quyền lực, cũng sẽ không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo đối với những người khác. Họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình. Một khi đã hứa, họ nhất định sẽ thực hiện bằng mọi cách, không để người khác mất niềm tin với mình. Vẻ ngoài lạnh lùng của họ sẽ khiến người khác hiểu lầm, xa lánh. Thực ra, mệnh chủ tuổi Thìn, mệnh Kim là những người sống rất tình cảm, có trái tim giàu lòng vị tha, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, ông bà tuổi Nhâm Thìn phạm phải phá thái tuế, khiến mọi thứ từ sự nghiệp, tài vận cho đến sức khỏe đều phải đối mặt với khó khăn. Nhưng nhờ bản tính kiên cường không bao giờ lùi bước trước gian nan, thử thách thì thời gian này đã thay đổi. Vậy trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của ông bà tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 sẽ xảy ra những điều gì? Ông bà có gặp được quý nhân nào hay không? Ông bà đã làm gì để xoay chuyển cục diện? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của ông bà tuổi Nhâm Thìn. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1972 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng, trong thời gian này, ông bà tuổi Nhâm Thìn lâm cục diện phá thái tuế. Các mối quan hệ vì thế mà rối ren, nhiều xung đột hơn trước. Vấn đề chủ yếu nảy ra giữa anh em, con cháu trong nhà, mọi người thường xuyên mâu thuẫn, xung đột, gây giãn tình cảm. Quan hệ giữa hàng xóm láng giềng cũng không được yên bình, sẽ nảy sinh tranh chấp, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến tài chính. Thương quan cũng gây ra những tác động không tốt, sẽ khiến ông bà vướng phải chuyện thị phi. Vì thế trong thời gian này, ông bà tuổi Nhâm Thìn cần chú ý giữ mình, chớ hành xử nông nổi, tự dứt lấy rắc rối cho bản thân. Hơn nữa, người xưa từng có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hưu họa, có nghĩa là với mỗi năm khi thái tuế đến thì ắt sẽ có việc đến theo. Thái tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh, bất nghi động, cho nên ông bà sẽ hung hăng khôn lường. Vậy nên để hóa giải, ông bà hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải phận hạn, hung tinh. Từ đó ông bà có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Nhâm Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi của ông bà tuổi Nhâm Thìn 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy, chuyện làm ăn, công việc kinh doanh của ông bà sẽ gặp nhiều trở ngại. Dù đã về hưu, hay vẫn đang tất bật làm việc, thì trong thời gian này, mưu sự của ông bà đều khó thành, bại khí, lấn át, cho nên ông bà cần hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Ngoài ra, ông bà dễ vướng về chuyện thị phi, mâu thuẫn,
thậm chí còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng. Do đó, ông bà tuổi Nhâm Thìn cần phải chú ý nhiều hơn đến cách hành xử. Trước khi nói hoặc làm việc gì cần cân nhắc cẩn thận hơn, không nên nóng nảy hành xử một cách bộc phát. Ông bà cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý của mình. Hãy có cái nhìn cởi mở và đa chiều hơn về mọi việc. Từ đó, ông bà mới có thể tìm thấy cách tháo gỡ những khó khăn hay rắc rối đang gặp phải. Để mọi việc phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thì ông bà tuổi Nhâm Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp ông bà tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành. Đặc biệt, sẽ chiêu mời quý nhân giúp đỡ ông bà phát triển công việc trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy tình hình tài chính của ông bà tuổi Nhâm Thìn về cơ bản không biến động quá lớn. Song ông bà cần phải giữ chặt túi tiền của mình và không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo bị lừa gạt. Ngoài ra, khi có người muốn vay mượn, ông bà cần cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng. Nếu không, ông bà sẽ dễ bị lừa đảo, vừa mất tiền, vừa mất quan hệ. Cho nên, thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Nhâm Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp hóa giải các phần hạt và xua đuổi những hung tinh xung quanh. Từ đó, mang lại may mắn, tài lộc đến cho ông bà. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân, bảo vệ, tương trợ cho ông bà tuổi Nhâm Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Các mối quan hệ xã giao, tình cảm của ông bà tuổi Nhâm Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021 không lý tưởng. Nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính ông bà. Dù sao thì ông bà cũng đã là người có tuổi, tốt nhất là nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý, cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động sẽ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, ông bà tuổi Nhâm Thìn cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cái. Có những chuyện ông bà nên nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng sẽ dễ giải quyết. Ngoài ra, ông bà tuổi Nhâm Thìn hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng cổ huyết long, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó sẽ hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ trong gia đình và xung quanh ông bà. Đặc biệt, vòng sẽ mang đến sức khỏe, bình an và trường thọ cho ông bà. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Bước sang năm 2021, có nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ông bà sinh năm 1952. Ông bà tuổi Nhâm Thìn cần tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, ông bà có thể nhờ đến sự giúp đỡ, sẻ chia của con cái cũng như nửa kia, chớ nên ôm mọi chuyện vào lòng. Đặc biệt, những ông bà tuổi Nhâm Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp ông bà hóa giải cục diện, xua đuổi hung tinh và vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ ông bà tuổi Nhâm Thìn trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Nhâm Thìn trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Kế hoạch trọng điểm của ông bà tuổi Nhâm Thìn trong tháng 7 âm lịch chính là kiếm tiền. Ông bà sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện tấp nập. Ông bà chỉ cần cân nhắc xem mối đầu tư nào phù hợp với năng lực của mình và có khả năng phát triển trong tương lai nếu mà tốt. Và có khả năng phát triển trong tương lai hơn mà thôi. Nếu cố gắng làm việc, đến cuối tháng ông bà sẽ nhận được một khoản lời lãi hậu hĩnh. Ngoài ra, ông bà tuổi Nhâm Thìn đang làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân. Làm được điều đó, ông bà sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của những người làm lãnh đạo. Cuối tháng,
có khả năng được thưởng nóng hoặc tăng lương. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, ông bà tuổi Nhâm Thìn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt về đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang lại ông bà nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Cho nên, ông bà cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để không nên. Chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Trong các mối quan hệ, ông bà có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ mối quan hệ với những người đó, bởi dù không tiến tới tình yêu thì đôi bên vẫn có thể làm bạn, giúp đỡ nhiều trong tương lai. Thứ ba, tháng 9 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch, vận trình của ông bà tuổi Nhâm Thìn lại trở nên khá ảm đạm. Ông bà ít gặp được chuyện như ý, nhưng may mắn là cũng không để ý điều gì quá suy sẻ phát sinh. Ngoài ra, trong tháng này ông bà cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng, rồi cuối cùng thiệt hại do chính mình gánh chịu. Trong thời điểm này, ông bà cần bình tĩnh xem mình mong muốn điều gì, mình nên làm thế nào để đạt được điều đó, cũng như điều gì mình nên buông bỏ, không nên quá cố chấp khiến bản thân mệt mỏi. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với ông bà tuổi Nhâm Thìn. Công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để ông bà vươn lên khẳng định bản thân. Có lẽ vì thế mà ông bà chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Tuy nhiên, sức khỏe sẽ xảy ra vấn đề trong thời điểm này. Ông bà cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc tham gia giao thông. Nếu không, sẽ phải chịu tổn thương về thân thể. Chuyện tình cảm của ông bà trong tháng này cũng không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Đến tháng 11 âm lịch, tài vận của ông bà tuổi Nhâm Thìn có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Ông bà có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Với ông bà đang làm công ăn lương, cũng có cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng đối với công sức mà mình đã bỏ ra. Chỉ cần cố gắng là sẽ được nhận phần thưởng. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp, tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, vận trình của ông bà tuổi Nhâm Thìn không rực rỡ như tháng trước đó, nhìn chung chung vẫn ổn định. Ông bà nên dành thời gian để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong một năm vừa qua để rút ra được kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc, ông bà trong tháng Chạp đều đã có bước phát triển rõ ràng, tâm tư ổn định. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Nhâm Thìn trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo là số tử vi. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Nhâm Thìn. Trong 6 tháng cuối năm, ông tuổi Nhâm Thìn cần cẩn thận về sao kế đô và chiếu mệnh. Sao kế đô chiếu mệnh thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của, tăng khó, phi tật, thị phi, đau khổ, buồn sầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may mắn, nhất là tháng 3 âm lịch. May mắn, bà tuổi Nhâm Thìn được sao Thái Dương chiếu mệnh, bởi như Thái Dương, như ánh mặt trời mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh khang thịnh. Còn khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. Ngoài ra, cả nam và nữ mạng Nhâm Thìn đều gặp hạn địa võng trong thời gian này. Địa võng chủ về xa xôi, bất lợi. Gặp hạn này, ông bà cần hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất, đêm nay còn chưa ngủ về chuyện đau buồn. Ông bà cần cẩn thận lời nói kéo vướng khẩu thiệt, thị phi, bị kẻ tiểu nhân lợi dụng hoặc lừa gạt. Thứ hai, luận hùng các nhân vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Nhâm Thìn có tuần, triệt, quán sách, chủ về khó khăn, bất lợi, tăng thêm thu nhập khí xuyên suốt cuối năm. Cung tam hợp có các sao thiên hỷ, long đức, văn tinh, báo tin vui về tình cảm, chuyện con cái, học hành. Tuy nhiên, lại có các hung tinh như đà la, tiểu hao, bệnh phù gây bất lợi về sức khỏe và tiền bạc. Còn có xung chiếu gồm có các tinh thiên đức mang vận quý nhân như
Hùng Tinh, Kình Xương và Quả Tú lại điềm báo sát thương về cả thể chất lẫn tinh thần. Ông bà cần cẩn thận, trong năm phải động chạm giao kéo. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy và luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo, sức khỏe, công danh, tài lộc, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.